Thưa quý vị, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số các quốc gia đã phát hiện virus corona chủng mới SARS-CoV-2 trên bao bì sản phẩm thực phẩm đông lạnh. Mặc dù Việt Nam bước đầu đã khống chế thành công dịch bệnh này, nhưng nguy cơ lây truyền dịch bệnh vào Việt Nam là rất lớn. Mới đây, Bộ Y tế đã có công văn gửi các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các biện pháp kiểm soát đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19, đặc biệt là tại các cửa khẩu nơi giao thương nhập khẩu mặt hàng thực phẩm đông lạnh. Đây là những lô hàng hải sản đang được lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị lấy mẫu để xét nghiệm nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan qua đường thực phẩm. Những lô hàng này sẽ được lấy mẫu ngẫu nhiên trên các thùng hàng và trên sản phẩm. Mẫu bệnh phẩm này sẽ được niêm phong và gửi về các đơn vị xét nghiệm tại tỉnh Lạng Sơn và các đơn vị y tế trung ương. Mỗi mẫu này có thời gian tối đa 1 ngày để cho kết quả. Nếu âm tính mới được đưa vào nội địa Việt Nam. Chúng tôi cũng đã thực hiện theo đúng kiểm dịch theo chức năng nhiệm vụ theo thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh. Sau khi có dịch bệnh COVID thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt với các lực lượng để kiểm soát thêm cái dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là những thực phẩm đông lạnh có nguy cơ cao mang mầm bệnh COVID-19 vào Việt Nam. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, mỗi ngày có hàng trăm xe nông sản, thực phẩm và hàng hóa giao thương qua đây. Qua đánh giá của Bộ Y tế, ngoài việc kiểm soát về người nhập cảnh thông quan qua các cửa khẩu, thì nguy cơ virus có thể tồn tại trên các mặt hàng đông lạnh. Việc xét nghiệm này được tiến hành ở tất cả các cửa khẩu. Thay vì chỉ giám sát với người, thì nay hàng hóa nông sản cũng sẽ được lấy mẫu giám định. Lúc thì lần nào sang đây thì kiểm dịch thực vật ra lấy hàng, lấy mẫu về làm, về xem. Nhưng mà đạt tiêu chuẩn thì mới được. Cũng có khó khăn cho cả đối với cán bộ kiểm dịch động vật cũng như chủ hàng. Vì phải lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, do đó là cái thời gian thông quan nó sẽ kéo dài hơn. Để thực hiện điều này, đòi hỏi các cơ quan kiểm dịch động vật phải được tập huấn lấy mẫu COVID-19 ở các bệnh viện trên địa bàn các tỉnh có giao thương hàng hóa. Mặc dù vậy, còn không ít khó khăn đặt ra khi công việc này đòi hỏi nhân lực, vật lực tương đối lớn. Ngoài công tác phòng chống dịch thì vẫn phải đảm bảo công tác thông thương, hoạt động xuất khẩu tại cửa khẩu. Thế do đó là chúng tôi cũng đã tăng cường công tác trao đổi thường xuyên cái kênh liên lạc với phía hải quan Đức, đặc biệt hải quan Hoàng Tường, các bạn. Hàng ngày tôi đều có cái trao đổi cụ thể về cái liên quan các chính sách, công tác quản lý dịch giữa hai nước để cập nhật và có những cái thông báo cho nhau, và chúng tôi đã thông báo với cộng đồng doanh nghiệp để chủ động trong công tác phòng chống dịch. Để đảm bảo vừa hiệu quả trong phòng chống dịch, vừa đảm bảo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong thông quan hàng hóa, việc lấy mẫu sẽ được phối hợp giữa các đơn vị hải quan, trạm kiểm dịch động vật thực vật. Đồng thời, yêu cầu này sẽ phổ biến đến các doanh nghiệp chủ hàng trong quá trình thông quan cho đến khi dịch bệnh được khống chế. Sau thị trường Ấn Độ, Đài Loan, Hồng Kông và Malaysia, 1.000 tấn thạch đen đang chuẩn bị xuất theo đường chính ngạch sang Trung Quốc. Thông tin này đã khiến cho giá thạch đen thô tăng gấp đôi từ 20.000 đồng lên 40.000 đồng một kg. Nông dân Lạng Sơn đang thắng lớn. Ngày 8 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chính thức ký nghị định thư về việc xuất khẩu sản phẩm thạch đen sang Trung Quốc. Ngay sau nghị định thư được ký, một doanh nghiệp kinh doanh thạch đen đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã nhanh tay ký kết hợp đồng cung ứng 1.000 tấn thạch đen với đối tác Trung Quốc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định đây là cơ hội tốt mở ra thị trường đối với sản phẩm đặc trưng và có tiềm năng rất lớn của vùng miền núi phía Bắc. Tuy vậy, để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, cần phải chuẩn hóa quy trình canh tác và tổ chức sản xuất. Sản xuất phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà nhập khẩu Trung Quốc. Cây thạch đen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn còn được gọi là cây xương sáo, thủy cẩm, tiên thảo, được trồng tập trung chủ yếu tại 3 huyện gồm Tràng Định, Bình Gia và Văn Lãng. Diện tích cây thạch đen hàng năm vào khoảng 2.000 ha, với sản lượng đạt hơn 10.000 tấn. Trong đó, Tràng Định là địa phương có diện tích trồng lớn nhất của tỉnh Lạng Sơn với gần 1.400 ha, sản lượng hơn 7.000 tấn mỗi năm. Tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khảo sát đánh giá có thể phát triển diện tích cây thạch đen tại Lạng Sơn lên 11.000 ha và đưa vào danh mục những nông sản chủ lực của địa phương. Thời gian gần đây, giá trứng vịt luôn ở mức cao. Đây là lần đầu tiên giá trứng vịt ở mức cao được duy trì trong thời gian dài nhất. Người nuôi vịt ở Đồng Tháp rất phấn khởi vì lợi nhuận khá. Theo các hộ nuôi vịt chạy đồng tại Đồng Tháp,
Liên tục 2 tháng qua, giá trứng vịt luôn duy trì ở mức cao, người nuôi rất phấn khởi. Hiện trứng vịt loại lớn, thương lái đến tận đồng thu mua với giá dao động từ 2.200 đến 2.300 đồng một quả. Còn tại các chợ lẻ, giá trứng vịt từ 2.500 đến 2.600 đồng một quả, tùy kích cỡ lớn nhỏ. Các hộ nuôi vịt đẻ cho biết với 1.000 con vịt đẻ, bình quân mỗi ngày thu khoảng 650 đến 700 quả trứng. Với giá trứng vịt như hiện nay thì người nuôi thu hơn 1,6 triệu đồng trên 1.000 con vịt đẻ. Trừ chi phí thuê nhân công và thức ăn, người nuôi còn lãi một nửa. Hiện toàn địa bàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 3 triệu con vịt đẻ trứng. Ngoài đàn vịt đẻ nuôi theo hình thức chạy đồng thì địa phương này còn có các tổ hợp tác nuôi vịt hướng trứng, an toàn sinh học với đầu ra ổn định. Được các siêu thị, nhà hàng bao tiêu hết sản lượng trứng. Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng sau thời gian bán chạy lợn trước dịch, lượng lợn ở trong dân có dấu hiệu khan hiếm hơn. Mấy ngày qua thì giá lợn hơi lại quay đầu tăng giá. Hôm nay giá lợn hơi đã đồng loạt tăng nhẹ trên cả nước. Đáng chú ý là giá lợn hơi miền Bắc có nơi cao nhất đã lên tới 73.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 68 tới 73.000 đồng 1 kg. Lào Cai và Hà Nội cùng tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg so với ngày hôm qua, lần lượt lên 70 và 73.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Yên Bái, Nam Định, Thái Nguyên, Thái Bình cùng tăng 2.000 đồng 1 kg lên khoảng 69 tới 71.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi tại miền Trung Tây Nguyên hôm nay cũng tăng nhẹ 2.000 đồng 1 kg lên khoảng 68 tới 71.000 đồng 1 kg. Cao nhất là hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định 71.000 đồng 1 kg. Thấp nhất là Nghệ An 68.000 đồng 1 kg. Thị trường lợn hơi phía Nam biến động nhẹ. Hai tỉnh Hậu Giang và Tiền Giang tăng 1.000 đồng lên mốc 70.000 đồng 1 kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 68.000 đồng có mặt tại tỉnh Cần Thơ. Như vậy, mặt bằng giá lợn hơi cả nước vẫn đang khá đồng đều, phổ biến ở mức 68 tới 70.000 đồng 1 kg. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với Bộ Tiêu chí chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đồng chủ trì, lãnh đạo các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước và Tây Ninh tham dự hội nghị. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thành Nam nhấn mạnh, việc phát triển du lịch theo định hướng sản phẩm du lịch nông thôn đang là xu hướng phát triển bền vững của du lịch thế giới. Xu hướng phát triển của cái du lịch cộng đồng trong cái bộ tiêu chí OCOP, mỗi xã một sản phẩm đã được các địa phương quan tâm chỉ đạo và nhất là các cái cơ sở doanh nghiệp đã quan tâm để phát triển. Và đây là một cái lợi thế ở khắp mọi nơi trên cả nước. Và đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long với lợi thế của cái vùng cây ăn trái, vùng lúa gạo, vùng thủy sản thì vấn đề phát triển du lịch cộng đồng là nhiều năm qua cũng phát triển rất là tốt, rất là mạnh. Sau 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, cả nước có gần 3.000 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 3 sao và 4 sao. Có 18 sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận OCOP. Để phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, các chuyên gia cho rằng cần xây dựng cho mỗi sản phẩm một câu chuyện riêng về quá trình xây dựng thương hiệu, cung cấp cho khách hàng lịch sử ra đời, văn hóa gắn với vùng biển, những con người tâm huyết với sản phẩm. Sản phẩm OCOP được đánh giá chất lượng cao, vì thế sự kết hợp này là điểm thu hút du khách. Chúng ta cần phải có những cái câu chuyện riêng cho nó, đặc sắc cho nó để tránh cái sự nhầm lẫn của sản phẩm du lịch này với những sản phẩm du lịch khác. Và cái câu chuyện đó nó giống như là một cách thổi hồn vào trong một cái sản phẩm du lịch để mà du khách khi họ đến đó họ nghe, họ biết, họ hiểu. Du lịch đồng bằng sông Cửu Long trên nền tảng của một cái tài nguyên du lịch miệt vườn sông nước thì cần phải xác định cái lợi thế so sánh và cái điểm nhấn trong tài nguyên du lịch của mỗi một địa phương để rồi từ đó lựa chọn ra những cái sản phẩm đặc thù mà chỉ địa phương mình mới có. Từ đó xây dựng thành những cái sản phẩm mà có thương hiệu khác biệt so với các địa phương khác. Tỉnh Hậu Giang có 46 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận đạt chuẩn 3 sao, 4 sao. Tỉnh này đang chú trọng khai thác lợi thế về du lịch gắn kết với sản phẩm OCOP để nâng cao thu nhập cho khu vực nông thôn. Hội thảo hôm nay cũng sẽ là cơ hội quan trọng để Hậu Giang thực hiện nội dung kết nối cung cầu, giao thương với các tỉnh thành trong khu vực nói riêng và cả nước nói chung, với mục tiêu giúp các nhà sản xuất và nhà phân phối tiêu thụ gặp gỡ, chia sẻ, kết nối kinh doanh,
để mở rộng sản xuất, phát triển thị trường. Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị, doanh nghiệp đã ký kết 5 bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm của tỉnh Hậu Giang. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đơn vị chủ trì chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP cho biết, thời gian tới cũng sẽ có các chương trình hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu để đồng bằng sông Cửu Long phát triển du lịch cộng đồng, khai thác tối đa hiệu quả kinh tế vùng.